Những diễn biến mới nhất về cuộc chiến Nga-Ukraine sau vụ UAV tấn công điện Tremlin. Mỹ cảnh báo công dân về không kích tên lửa ở Ukraine. Ukraine tuyên bố Nga tấn công bất thành vào Kiev, hàng chục UAV bị bắn hạ. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky sau thông tin UAV tấn công điện Tremlin. Obama kêu gọi nga loại bỏ tổng thống Yushchenko sau vụ điện Kremlin bị tấn công. Yushchenko bắn hạ tên lửa hành trình đặc biệt của nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Nguyên Mi xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Mỹ cảnh báo công dân về không kích tên lửa ở Ukraine. kính thưa quý vị. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine khuyến cáo người Mỹ cảnh giác với báo động trên không và tìm nơi trú ẩn thích hợp. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cảnh báo, tình hình an ninh tại Ukraine có thể xấu đi nhanh chóng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào Điện Kremlin. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine, mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công tên lửa trên khắp Ukraine với lý do sự gia tăng gần đây trong các cuộc không kích trên khắp Ukraine. Trước đó cùng ngày, các quan chức Nga đã cảnh báo về sự trả đũa đối với cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Điện Kremlin. Thưa quý vị, đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh cần lưu ý rằng ngay cả khi tên lửa hoặc UAV đang lao tới bị chặn thì các mảnh vỡ rơi xuống cũng là một rủi ro đáng kể. Phái đoàn ngoại giao Mỹ cho rằng bất kỳ người Mỹ nào còn ở Ukraine phải có kế hoạch dự phòng không dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ và nên rời khỏi Ukraine khi thấy cần thiết. Văn phòng Tổng thống Nga sáng ngày 3 tháng 5 thông báo hai chiếc UAV loại nhỏ đã bị bắn hạ trong khuôn viên Điện Kremlin bằng các biện pháp tác chiến điện tử. Điện Kremlin mô tả vụ tấn công là hành động khủng bố được lên kế hoạch trước của các lực lượng Ukraine và là âm mưu nhằm vào Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev không liên quan vụ UAV tấn công Điện Kremlin, phủ nhận những cáo buộc do Moscow đưa ra. Trong khi thư ký báo chí tờ bạch ốc Karin Trinpier cho biết, Mỹ không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ra ngoài biên giới của mình. Ukraine tuyên bố Nga tấn công bất thành vào khí ép, hàng chục UAV bị bắn hạ. Ukraine ngày 3 tháng 5 tuyên bố, Nga đã phát động được tấn công thứ ba vào thủ đô Kiev rạng sáng nay, nhưng bất thành. Ukraine đã phá hủy hầu hết cặp máy bay không người lái UAV của Moscow và một chiếc UAV đâm vào tòa nhà ở khu vực Dnipropetrov. Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã phá hủy 21 trong số 26 máy bay không người lái xa hết do Iran sản xuất được Nga phóng vào rạng sáng ngày 3 tháng 5 vào Kiev. Đợt tấn công thứ ba nhằm vào thành phố trong 6 ngày qua. Các quan chức Kiev cho biết, các hệ thống phòng không đã ngăn chặn cuộc tấn công, nhưng không đưa ra báo cáo ban đầu về thương vong hoặc thiệt hại. Chính quyền quân sự của Kiev cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tất cả các UAV của kẻ thù đã được xác định và bị bắn hạ trong không phận xung quanh thủ đô. Còi báo động không kích đã vang lên trong vài giờ ở Kiev, khu vực xung quanh và hầu hết miền đông Ukraine khi bầu trời quang đảng vào lúc bình minh. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine. Ngay trước thềm, một cuộc phản công được thông báo trước từ lâu của Kiev. Nga được cho là đã phóng các đợt máy bay không người lái và tên lửa gần như hàng đêm nhằm vào Kiev và các khu vực khác trong tuần qua. Một trong những máy bay không người lái phóng đi rạng sáng thứ tư đã đâm vào một tòa nhà hành chính ở Dnipro, trung tâm hành chính của vùng Dnipropetrovsk. Thống đốc Shehi Lysak cho biết trên Telegram, tòa nhà đã bốc cháy dữ dội nhưng hỏa hoạn được dập tắt vào buổi sáng. Ông Lysak cho biết thêm rằng, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 7 máy bay không người lái trong khu vực. Các nhà phân tích nhận định rằng, Nga có thể đang cố gắng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu để làm tiêu hao năng lực của quân đội Ukraine và phá hủy cuộc phản công tiềm năng của Kiev. <laughs> Tuyên bố của Tổng thống Zelensky sau thông tin UAV tấn công Điện Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 3 tháng 5 bác bỏ thông tin KF tìm cách tấn công Điện Kremlin và nói rằng KF sẽ sớm mở cuộc phản công trong lãnh thổ. Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin bằng máy bay không người lái UAV. Hai UAV bị ngăn chặn ở khu vực Điện Kremlin vào tối ngày 2 tháng 5, trong đó ít nhất một UAV được nhìn thấy phát nổ. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Phần Lan, quốc gia mới gia nhập NATO, Tổng thống Ukraine nói điều mà ông quan tâm là bảo vệ lãnh thổ. Ông Zelensky nói, Chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moskva, chúng tôi chiến đấu trong lãnh thổ của mình. Trả lời câu hỏi về cáo buộc của Nga, ông Zelensky cho rằng đây là cách để Moscow tạo ra động lực tiếp tục cuộc chiến khốc liệt của mình ở Ukraine. Ông Zelensky hôm ngày 3 tháng 5 có mặt ở Phần Lan để hội đàm với lãnh đạo các nước Bắc Âu nhằm kêu gọi thêm sự ủng hộ cho Ukraine. Ông Zelensky bày tỏ sự tin tưởng rằng nếu Kiev đạt được những bước tiến trên chiến trường thì điều này sẽ thúc đẩy phương Tây cung cấp chiến đấu cơ hiện đại. Ông Zelensky phát biểu, tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm nhận được máy bay bởi vì chúng tôi sẽ sớm mở cuộc phản công và sau đó sẽ có máy bay. Dĩ nhiên là chúng tôi luôn muốn nhận được máy bay trước, nhưng như vậy cũng được, Chúng tôi rất biết ơn về mọi thứ. Chúng tôi rất, rất cần máy bay hiện đại của phương Tây. Tổng thống Phần Lan Sali Ninisto nói nước này không thể hỗ trợ Ukraine các máy bay chiến đấu Hornet do Mỹ sản xuất vì loại máy bay hiện có đã quá cũ, cũng như rất ít nước châu Âu sở hữu chiến đấu cơ Hornet để có thể xây dựng chuỗi cung ứng và bảo trì cho Ukraine. Tại Phần Lan, ông Zelensky tái khẳng định quan điểm muốn Ukraine gia nhập NATO một cách toàn diện. Theo tờ Ukrainska Prada, ông Zelensky sau đó đã rời Phần Lan để tới thăm Hà Lan. Ông Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 4 tháng 5 tại thành phố The Hague, Hà Lan. Ông Medvedev kêu gọi Nga loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ điện Kremlin bị tấn công. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói lựa chọn duy nhất của Moscow sau vụ tấn công Điện Kremlin là đáp trả nhằm vào Tổng thống Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram vào hôm ngày 3 tháng 5 rằng, sau vụ tấn công khủng bố hôm nay, không còn lựa chọn nào ngoài loại bỏ Zelensky và cấp dưới của ông ta. Chúng ta thậm chí không cần họ ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện, sẽ luôn có người khác làm thay. Một số lãnh đạo Nga trước đó cũng phát biểu cứng rắn, kêu gọi đáp trả Ukraine sau vụ máy bay không người lái UAV phát nổ trên điện Kremlin. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng nước này không nên đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời kêu gọi sử dụng những vũ khí có khả năng ngăn chặn và phá hủy hoàn toàn chính phủ Ukraine để trả đũa. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cùng ngày thông báo mở cuộc điều tra hình sự về hành động tấn công khủng bố liên quan đến âm mưu của chính phủ Ukraine nhằm sử dụng UAV tấn công dinh thự của tổng thống Nga tại điện Kremlin. Như chức Nga các buộc Ukraine triển khai hai UAV để tấn công dinh thự của tổng thống Nga tại điện Kremlin vào sáng ngày 3 tháng 5, thêm rằng các phi cơ bị lực lượng tác chiến điện tử vô hiệu hóa. Phát công viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin không có mặt tại dinh thự vào thời điểm xảy ra sự việc, mà đang làm việc ở văn phòng tại Novo Ogarevo, ngoại thủ đô Moscow. Ông Peskov nói, chúng tôi coi đây là hành động khủng bố được lên kế hoạch trước và âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nga trước ngày chiến thắng ngày 9 tháng 5. Nga bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công này vào thời gian và địa điểm thích hợp. Tổng thống Zelensky khẳng định, Ukraine không tấn công Tổng thống Putin hay thủ đô Moscow của Nga. Quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh, tấn công Điện Kremlin không thay đổi cục diện chiến trường và chỉ khiến Nga hành động cực đoan hơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington không thể xác thực những cáo buộc của Moscow và không nên tin toàn bộ những gì được Điện Kremlin đưa ra. Ông cũng khẳng định, Ukraine có quyền tự quyết khi được hỏi liệu Washington có chỉ trích KF nếu nước này tấn công lãnh thổ Nga hay không. Ukraine bắn hạ tên lửa hành trình đặc biệt của Nga Quân đội Ukraine đã bắn rơi một tên lửa hành trình K-101 phiên bản thử nghiệm của Nga. Trang tin quân sự Defense Express đưa tin, quân đội Ukraine đã thu giữ một tên lửa hành trình K-101 phiên bản thử nghiệm của Nga trong cuộc tập kết hôm ngày 1 tháng 5. Theo đó, trong số 15 tên lửa được bắn về phía các mục tiêu tại Ukraine trong đêm ngày 1 tháng 5, một tên lửa với màu sơn đỏ đã bị bắn rơi. Theo Defense Express, tên lửa trên là một phiên bản thử nghiệm của dòng tên lửa hành trình KH-101. Những số liệu trên tên lửa cho thấy nó được chế tạo trong lô hàng sản xuất vào quý 4 năm 2021. Trong lô sản xuất này, các tên lửa KH-101 được trang bị nhiều tính năng cải tiến như hệ thống dẫn đường Plus u cùng tổ hợp tác chiến điện tử SP-504 Giới quan sát nhận định đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine bắn hạ thành công một tên lửa tàng hình KH-101 thuộc lô sản xuất quý 4 năm 2021 trong thực chiến. Những mảnh vỡ của tên lửa đã được thu thập nhằm giúp các kỹ sư Ukraine tìm hiểu về hai hệ thống tác chiến hiện đại trên của Nga. Tên lửa hành trình KH-101 là một trong những tên lửa tiên tiến nhất trong biên chế của các lực lượng vũ trang Nga, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 270 m trên giây ở độ cao cách mặt đất chỉ 30 đến 70 m Tên lửa hành trình này được cho là có thể tàng hình trước radar đối phương và do đó rất khó có thể bị bắn hạ, với tầm bắn lên tới 5.500 km. KH-101 sử dụng hệ thống vệ tinh định vị GLONASS của Nga để điều chỉnh đường bay và được báo cáo là có độ chính xác cao với biên độ xe số chỉ khoảng 5 m Về hệ thống dẫn trường Oblast-U, đây là hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ, về hình ảnh địa hình có liên quan để dẫn hướng vũ khí tập kích mục tiêu. Oculus U có khả năng quét địa hình bên dưới trước khi một cây 101 tấn công, khiến nó trở thành hệ thống dẫn đường chính xác nhất và có khả năng chống nhiễu của dòng tên lửa này, chuyên gia quân sự Petrod Butovsky nhận định. Trong một tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành ít nhất 3 vụ tập kích tên lửa hành trình và UAV cảm tử quy mô lớn vào thủ đô Kiev cùng với các vùng lãnh thổ khác tại Ukraine. Những vụ tập kết trên đã gây ra thiệt hại nặng nề cho phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định nguy cơ về các vụ tấn công với quy mô tương tự hiện vẫn là rất cao trong thời gian tới. Đồng thời khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm hiệu lệnh từ nhà chức trách nhằm bảo đảm an toàn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews ptvacomgmail.com một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.